Wow, cái quang cảnh là quán đẹp không? Đây là cái quán của Hiếu ở chọn nè. À, cặp đôi hoàn hảo. À, chọn để ăn trưa xong rồi dẫn cậu đi rước Ngọc Trinh về. Trưa nắng rồi phải vô quán. Hôm nay rước dâu về mà mày ở nhà không có luôn, để vô phải mướn khách sạn cho Ngọc Trinh ngủ. Rồi. Ghé quán. Đọc chưa? Lên như rồng, diện mạo như rồng. Ồ, cái câu này là câu slogan của Bia Sài Gòn là dữ dằn ha. À, năm nay là cậu phải dắt lên như rồng luôn rồi đó. Chọn quán này là nhận xe xong rồi về lên như rồng luôn á. Rồi giờ để coi nó quán lên như rồng có cái gì. Rau củ quả đầy đủ luôn. Giá cả hợp lý. Trời nè, ồ ở đây có hay có vịt trời. Mà các loại cá thấy hay nhất là có cá màu ếch nè. Cực kỳ ngầu luôn. À có cá hồi lòi nữa. Cá này là phải đi về Cà Mau là biết có nha. Đây là bán 500 ký, còn cái này là bán theo thời giá không biết luôn. Cá chim, cá lăng bình thường, ok. Cá chữ ngọc ngộ quá. Cá bồi da cũng bình thường, cá bóp, ok. Sò mai, sò đẹp, ô sò dương, ốc bóng tay, phải chơi nữa. Lẩu, wow. Bia là các loại luôn hay chưa? Bán giá bình dân luôn. À đây nó có cái rượu rất là lạ luôn, là rượu chín chung mơ rừng, 3 kích táo mèo dưới hộp. Trời kỳ bữa uống ở nhà. Giờ cậu tới để giờ anh chủ tịch tới để rước Ngọc Trinh, để Ngọc Trinh nằm trong bên nhà vợ lâu quá rồi. Rồi đây là anh chủ tịch đó. Đấy giờ rồi mời anh chủ tịch vô. Rồi kêu rồi. Rồi đó, bây giờ cái phái đoàn mà đi rước dâu ngày hôm nay là gồm có chủ sĩ là chính nè. Đó, anh chủ tịch vừa mới tới. À. Cái này là cháu của anh chủ tịch. Còn này là cũng cháu của anh chủ tịch luôn. Còn cái này là bạn của cháu anh chủ tịch. Đây, anh chủ tịch giờ tới rồi. Thôi bây giờ là anh chủ tịch anh tới rồi. Thôi để anh gọi tiếp đi. Chủ tịch đẩy ăn đấy à. Ôi, vậy đó có đồng ý không? Ok, đây cũng ok luôn. Không đồng. Ừ, hồi nãy có kêu. Anh chị ơi, mở ra coi có cái gì không? Quả không? Ấy dữ luôn. Cá bóp hả? Đây. Bóp. Cách quen hay gì mà đây mình nhảy ra món liên tục. À, cá không có mà có bộ lòng. Ừ, mẹ một hồi cái cá này bảo đảm. Bảo đảm luôn. Cái lẩu này còn có khoảng 25.000 lẩu. Tại vì ký rưỡi xuống ký, xuống nửa ký. Đó, giờ còn bộ lẩu. À, có cái đầu không à. Ủa vậy cái lẩu này bảo đảm có 25.000 à. Rồi, à, cái món mà để rước dâu lên là cái món khai vị là có. Là món gỏi, phải không? Kêu là nướng lâu lắm. Thử vô, món gỏi với cái coi. Ô, quên đem mẹ cái đuổi cho mình rồi. Thấy đó chưa? Thôi, bây giờ lẩu đã chuẩn bị. Giờ anh đẹp trai thì chấm đi. Bỏ lẩu vô. Nè em lẩu. Bộ lòng bự mà. Đây. Đó. Cái này là nửa con hay nửa ký? Ở cái này nửa con hay nửa ký vậy? Nửa ký ha em. Rồi chờ anh chủ tịch ra. Rồi ra. Giờ anh chủ tịch ra đi rước Ngọc Trinh nè. Rồi mời anh chủ tịch vô. Rồi hôm nay đã anh chủ tịch đã tới nhà của vợ. Cái Outlander với mấy chiếc Tách Trang đi ra nữa.
ở đây anh làm. Thì 5.000 cây á, mình khi mà đi bảo dưỡng anh cầm hai cái phiếu nhớt này ha, thì sẽ thay nhớt được miễn phí với lại cái công thợ miễn phí, thì hai cái phiếu này tương đương phải có 1.500.000 nha. Nếu mình quên nhà là thành ra một phiếu là phải 700 mấy đóng tiền mặt á, 5.000 với 10.000 thì đúng rồi, là mình được thay nhớt thùng của hãng luôn á, miễn phí. Ok rồi, cái này là cái phiếu xăng á, thì tới lúc chút xíu mà đổ xăng xong mình ra mình đổ như thế nha, hai cái xăng này ngoài ngay chỗ qua đường dây mình đổ được 10 lít. Mình không, không đầy đâu anh, 10 lít thôi à. Ý là bên em tặng như đó cho mình, còn đợi đổ đầy mình đổ thêm. Dạ, giá ký. Ok rồi, ký. Đó, này là em họ của Ngọc Trinh. Hôm nay cùng đi với lại Thái Đàn đi qua Ngọc. Nhà gái để rước Ngọc Trinh về. Em họ của Ngọc Hà. À, ok, em họ nha. Bây giờ hôm nay mình đi theo Thái Đàn qua về để chuẩn bị rước Ngọc Trinh về, con có cảm giác gì không? Nói thiệt nha, nói thiệt từ trong trái tim nha. Đang trông chờ để đi rước Ngọc Trinh về á. Ồ, vậy hả? Cảm giác nó sao nè? Sướng. Sướng. Còn đây là bồ của em gái Ngọc Trinh, có cảm giác sao vậy, là Hồ Ngọc Hiếu. Cảm giác đã... đã có ngồi lên xe coi ra sao. Ờ, ngồi xe ra sao. Ok rồi, bây giờ đây là anh chủ tịch. Hôm nay cảm giác của anh chủ tịch sao khi mà trước giờ rước vợ về? Cảm giác khó tả quá, hồi hộp. Hồi hộp. Cứ kể đi, cảm giác gì nó xảy ra trong người kể ra hết. Chắc là nôn muốn gặp vợ. Y chang như lần đầu tiên đi lấy vợ nha. Lần đầu luôn. Rồi. Cảm giác không biết là chút cởi vợ sao ý như lần đầu mở nhạc đủ thứ chuyện, không biết nó có giận mình không, bỏ nó đây 10 ngày rồi. Với lại nhờ anh chủ tịch là chia sẻ đôi chút về lý do tại sao anh chọn xe hơi cũng như là thương hiệu Mitsubishi. Thứ nhất là cái thương hiệu Mitsubishi là mình cũng đã từng làm việc qua với những hàng này rồi, hồi trước là mình cũng có chạy marketing cho với những hàng này, mình cũng hiểu được một số dòng tiền của nó, mình đã tìm hiểu. Cái thứ hai là mình cũng có đồng nghiệp bán ở đây. Cái thứ ba đó là thứ nhất, cái thứ ba là cái giá của nó với cái khả năng tài chính của mình. Ngoài những yếu tố đó, nó có những cái động cơ nào khác mà để thúc đẩy mình mua xe hơi không, trong thời buổi đang khó khăn hiện nay? Sự có động cơ thì có chứ, ví dụ như bây giờ mục đích là mình muốn mua để mình phục vụ cho gia đình trước đó. Gia đình thì giờ trước mắt là ba mẹ, ông bà muốn đi đâu mà mình sẽ chở thì phục vụ cho niềm vui đấy, lấy niềm vui của ông bà là cái động lực cho mình để mình làm tiếp tục, mình cố gắng mình làm. Thì cái động lực là mẹ mình hay nói là không biết tới khi nào mới được đi xe, thì đó là cái động lực để cho mình quyết định là hôm nay mình mua xe, dù kinh tế là năm nay cũng rất là khó khăn. Rồi thì nói chung là bây giờ, tới bây giờ là không còn bao lâu nữa, chắc chỉ cần vài phút nữa thôi thì phái đoàn này sẽ rước em nó về. Rồi, hãy chờ. Nhà mình chắc có muốn đi một vòng không? Sao có muốn đi một vòng không? Muốn. Có muốn đi một vòng không? Muốn đi đâu? Phải là đi nhiều vòng chứ. Ok, chúng ta sẽ chờ trong ít phút nữa. A few minutes later. Rồi, đón em á thôi. Chưa rước em á, em vẫn đang trong phòng. Mấy đàn đi theo sau vô. I've been all around the globe trying to protect
đây. Trời ơi, mang đi từ sáng giờ. Ở tới đưa đưa hai cậu đi. Câu đê này bấm ra khi nó tự trả lại hay không, hay là sao? Cái nào? Không, bấm thì nó tự trả lại à. Mình tăng tốc xong vượt qua dạ, nó trả lại. Dạ, thả ra đó. Đó, còn đâu sau này có cổng sàn. Sàn đây cái hiện tại thì khác, có hai chiều ha. Khi mà mình ra, mình lóc thì cái kính nó sẽ tự gặp lại. Ví dụ như anh ra, anh khóa cửa là kính nó tự khép lại cho mình. Mình đứng làm sao mình coi là xe của mình đã khóa cho mình nhìn biết liền. Tại vì cái tay nó kết nối của nó thì có ba cách kết nối. Thứ nhất là USB ấm tải nhiệt, thứ hai là Bluetooth, cái thứ ba nữa Bluetooth này, cái thứ ba Bluetooth là mình phải tìm nó nha, chứ nó không tìm mình nha. Tức là điện thoại của anh phải tìm cái đầu này. Rồi cái thứ ba nữa là kết nối Apple CarPlay. Apple CarPlay là khi mà anh kết nối cái cổng cáp á với cái điện thoại thì anh xài iPhone hay là Samsung cái nào cũng được, em sẽ gửi cái clip cho anh để hướng dẫn cho anh sử dụng khi mình cắm cổng cáp vô á. Trên điện thoại iPhone thì anh mở đường truyền cái Safari là nó hiển thị anh nhấn là OK, để nó sẽ có người ta hiển thị cái này chỉ cho mình chỉ đường này khi phát triển như thế này ha. Ví dụ như coi YouTube rồi không, nó không cho mình coi YouTube nha. Tại vì khi mình chạy xe đó là chế độ an toàn nhà máy người ta sẽ hạn chế cái đó, không cho mình coi YouTube đâu. Trên đây nè, đúng rồi, còn mở kính. Nói chung là
tài xế là mình chủ động, còn cái ghế của mình thì mình chỉnh 6 hướng ha. Rồi anh kéo cái thanh nắp cabo đi, để mình chỉnh cho nắp cabo phía cái đầu gối của anh hai cắp đấy hả? Không, đúng rồi, kéo ra rồi nó bật lên rồi đó, rồi ra ngoài. Cabo rồi nó mở không? Bye bye cậu ơi.